Nhìn kia, là lốc xoáy của con quái vật lương khổng lồ đó. Cuối cùng chúng ta tìm thấy nó rồi, mau tới bắt nó thôi. Đứng lại, lũ ninja làng đá kia. Người lại. Các người dám đặt chân vào lãnh địa của tộc Uchiha ta đây, rồi còn hỏi là ai à? Bọn ta đã được Hokage để nhất cho phép vào đây để lấy máu của con lương khổng lồ kia về làm thuốc rồi. Người mau tránh đường ra. Tặc hình, tên Hokage đệ nhất đó có quyền hạn gì mà cho người lạ xâm phạm vào lãnh thổ của bọn ta? Được rồi, nếu các ngươi muốn lấy máu của con quái vật đó thì hãy bước qua nhãn thuật của ta trước đã. Ai? Tình khô kiếm vậy thì đừng có trách bọn ta. Chết tiệt, vẫn không thể nào thức tỉnh sức mạnh trong người của mình. Còn con quái vật lương khổng lồ này nữa, ngươi có cầm mồm hay không? Ngươi thật ồn ào. Chết đi, chết đi, chết đi. Tại sao? Tại sao? Đôi mắt của mình giờ này vẫn không đạt được cấp độ mạnh nhất. Mình đã đánh biết bao nhiêu là ninja cực kỳ mạnh rồi, còn giết vô số con quái vật khủng khiếp nữa. Nhưng giờ này đôi mắt của mình vẫn ở cái cấp độ thấp như thế này. Hả? Tảng đá này có điều gì đó bất ổn. Hả? Là những ký tự cổ đạo của tộc Uchiha. Cái gì? Muốn khai mở được sức mạnh của đôi mắt Sharingan thì phải lấy chính đôi mắt của người thân mình thay thế vào hay sao? Không thể nào. Chào các bạn, tôi là Madara thuộc tộc Uchiha. Tôi khao khát muốn có một sức mạnh vô địch. Do đó mà tôi đã chiến đấu rất nhiều nhưng không thể nào thức tỉnh được sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể của tôi. Cho tới một ngày, tôi vô tình phát hiện được một tảng đá gần nhà của mình. Lúc này chính tảng đá đã cho tôi biết toàn bộ bí mật để thức tỉnh đôi mắt Sharingan của tộc Uchiha đạt đến mức độ mạnh nhất là như thế nào. Anh hai ơi, anh làm gì mà la dữ vậy? À đúng rồi, tên em trai của Hokage đệ nhất dám cua con ghẹ của em, còn đánh em nữa. Anh hai trả thù cho em đi. What the hell? Được, anh sẽ trả thù cho em. Nhưng mà anh cần em giúp anh một điều. 10 điều cũng được nữa, anh cứ nói ra đi, em sẵn sàng. Được. Tộc Uchiha chúng ta chưa có từng ai khai mở được sức mạnh tối thượng. Do vậy mà làng lá luôn ghét bỏ tộc Uchiha chúng ta. Vậy phải làm sao? Anh muốn em giúp anh khai mở được sức mạnh tối đa của đôi mắt Sharingan. Lúc đó anh sẽ lãnh đạo tộc Uchiha sang bằng cả làng lá. Nhưng em giúp anh bằng cách nào? Bằng cách đưa đôi mắt của em cho anh. Lại anh hai, anh làm gì vậy? Em là em trai của anh mà. Đừng. Anh xin lỗi. Anh sẽ thực hiện lời hứa với em. Kể từ đó, tôi đã thức tỉnh hoàn toàn đôi mắt kinh hoàng của mình. Tôi bắt đầu lãnh đạo tộc Uchiha sang bằng cả làng lá. Nhưng bên phía của làng lá có tên Hokage đệ nhất cực kỳ mạnh mẽ. Hắn hiểu sức mạnh của tôi giống như là hiểu con vợ của hắn vậy. Mời đẹp. Hắn phá tan mọi kế hoạch của tôi, khiến tôi phải thất bại liên tục. Không được. Tôi cảm nhận mình vẫn còn yếu. Phải có sức mạnh gì đó làm cho tôi trở nên trí tôn hơn. Sau đó, tôi cũng đã đi khắp thế gian này và phát hiện được có một thứ sức mạnh gọi là sức mạnh của thập vĩ được phân chia ra thành 9 vĩ thú khác nhau. Hay lắm. Vậy thì tôi sẽ đi thu phục những sức mạnh năng lượng đó. Đầu tiên, tôi đã đến làng đá, tấn công những tên binh lính biên giới và đi sâu vào trong rừng tìm vĩ thú gần nhất, đó chính là tư vĩ. Mẹ kiếp, một tên ninja nhỏ bé đừng tấn công hút năng lượng của tao. Tao nghiền nát mày. Phòng ứng chi thức, hiện vào bụng của ta nào, tư vĩ. Hay lắm, mình cảm thấy thật chán chê. Được rồi, tiếp theo sẽ là con vĩ thú gì đây? Tiếp đến, tôi đã di chuyển sang làng cát.
Và rồi tôi đã bắt gặp được Nhật Quỷ và đã có một cuộc chiến kinh hoàng với nó. Cuối cùng nó cũng bị tôi phong ấn vào người. Xem tới đây thì một số bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi là một ninja con người nhỏ bé lại có thể chiến đấu sánh ngang với các quỷ thú và thậm chí có thể bắt bọn chúng một cách dễ dàng đúng hay không? Bởi vì tôi đã thức tỉnh được con mắt Sharingan cực đại của mình rồi, nên lũ quỷ thú đối với tôi giống như là bọn con nít vậy. Madara, hãy dừng việc làm của ngươi lại đi. Tình khốn kiếp đào, giúp to gan xuất hiện rồi cản đường ta. Bọn ngươi mù, không biết ta là tộc Uchiha Madara hay sao? Ngươi không nhận ra ta. Madara, hãy dừng lại hành động độc ác của ngươi đi. Ngươi đi quá xa rồi đó. Cái gì? Hokage đệ nhất. Ngươi theo ta tới tận đây luôn à? Ta không muốn ngươi gây ra chiến tranh cho toàn thế giới này đâu. Mau, thả các quỷ thú ra đi. Không, ta phải mạnh hơn ngươi. Rồi ta phải bá chủ cả thế gian này. Ta muốn tất cả quỷ thú đều nằm trong người của ta. Lúc đó, ta sẽ thống nhất giang sơn này. Hòa bình mới là điều quý giá nhất, không phải chiến tranh đâu. Ngươi cấm mồm đi, đừng có lên lớp với ta. Tộc Uchiha của ta là tộc mạnh mẽ nhất. Chỉ có kẻ khác phục tùng chúng ta, chứ không bao giờ bọn ta chịu lép vế ở làng lá đâu. Khổ kiếp, tình cứng đầu đây. Thì ngày hôm nay ta sẽ đánh bại ngươi. Mình còn sống, cơ thể của mình. Ngươi đã tỉnh rồi à, Madara? Ta đã giải phong ấn cho các quỷ thú thoát ra ngoài rồi. Ngươi nào, hãy cùng ta về lại làng lá. Chúng ta sẽ cùng xây dựng ngôi làng của mình thật vững mạnh. Ngươi tha mạng cho ta, rồi còn muốn đưa ta về. Ngươi không sợ ta phản bội ngươi rồi đánh lén ngươi sao? Ta hoàn toàn tin ở ngươi, Madara. Vậy thì ngươi đã đặt lòng tin nhầm chỗ rồi. Chết đi à. Ta xin lỗi. Tôi sau đó cũng đã hạ được Hokage đệ nhất, và rồi cấy khuôn mặt của ông ta lên người của tôi, khiến cho cơ thể của tôi bây giờ đạt đến trạng thái sức quỷ nhập thần. Bây giờ không có ai ngăn cản được tôi nữa rồi. Hay lắm, đến lúc tôi sẽ đi hút hết năng lượng của chính vị thú và trở thành một ninja thần thánh. Hả? Là tứ quỷ, nhất quỷ, khổng kiếp, vừa được giải phóng ấn. Các ngươi lại tập trung ở đây chịu trận à? Bọn ta dù trốn ở chân trời gốc bả cũng không thoát khỏi đôi mắt xa đinh gan của ngươi. Bây giờ ta rủ thêm mấy anh em khác tới đây để cùng nhau hợp sức hủy diệt ngươi. Hay lắm, các ngươi dám tập trung một chỗ à? Được, vậy thì ta sẽ phong ấn tất cả vào người của ta. Mạnh quá. Quá đủ rồi. Bây giờ tất cả các ngươi hãy chui vào bụng ta nào. Phong ấn chi thuật. Không ấy rồi, chạy thôi. Các ngươi chạy đi đâu cho thoát? Sức mạnh của Sharingan tối thượng cực đại. Còn thiếu một con. Khốn kiếp, ta chưa bao giờ gặp một tên ninja con người mà mạnh đến như thế. Ngươi thật không đơn giản. Hả? Thì ra còn thiếu ngươi. Củ quỷ, đến lúc rồi, ta sẽ hấp thụ ngươi luôn. Rồi sau đó ta sẽ có một nguồn năng lượng cực kỳ lớn và biến thành ninja thần thánh lục đạo. Ngươi đừng có ảo tưởng thế. Tên Uchiha kia, bây giờ ta sẽ nghiền nát ngươi. Tôi giải phong ấn cho tất cả các anh em của ta. Hả? Còn cụ quỷ khốn kiếp này còn biết dùng phân thân nữa hay sao? Lại thêm một phân thân. Người khá lợi hại đó. Người quá khen rồi. Hãy xem những sức mạnh khác của ta đây. Bọn quỷ thù. Người đừng có tưởng phong ấn được những vị thú khác là có thể chiến đấu lại với ta. Ngươi đừng có mơ. Dù 8 vị thú kia có cộng lại cũng không thể nào bằng ta đâu. Vậy thì hãy coi con mắt Sharingan của ta đi.
phong ấn chi thức. Không. Cuối cùng ta đã làm được rồi. Ta đã làm được rồi. Hả? Hả? Sao cơ thể ta khó chịu thế này? Không lẽ nguồn chát ra năng lượng của cụ quỷ cộng với 8 vị thú kia quá lớn, cơ thể ta không chịu nổi hay sao? Không, không.